VDN đúng, lần này Power Shot đang hơi nguy hiểm rồi nhá. Chơi vẫn rẻ. Chơi vẫn rẻ nhất nhưng mà về quà mốc thì không phải ngon nhất nữa rồi. Quà mốc lần trước Power Shot cực kỳ ngon. Nhưng lần này quà mốc Power Shot thực sự là vấn đề nặng luôn. Thông báo đặc biệt, LBK sẽ livestream trên nền tảng mới online.vn với tần suất hàng ngày và có nhiều nội dung cực kỳ phong phú, không chỉ về game mà còn cả bình luận bóng đá thực hoặc các chương trình giải trí khác. Hãy đón xem tại play.online.vn/BK anh em nhé. Rồi, quay đã. Bây giờ đang có một điểm này. Tổng điểm là 1450. Còn nãy có một bạn bảo hỏi tại sao lấy được cái moment này. Chơi 10 lần nhé. 10 lần full thì sẽ được chọn một trong này. Chơi 20 lần full thì cái này. Tháng sau thêm lượt đổi coi á, có em. Mỗi tháng 20 lần nhé. Mỗi tháng chỉ có 20 lần đổi coi thôi. Mỗi một lần đổi được một coi. 1800 bao nhiêu điểm á, đây chờ tí anh chơi thử biết ngay mà. Anh đang ngắm thử đã. Đấy, cái này là hai cái thứ đang bị khóa bởi vì phải chơi 10 lần full mới được nhận cái này. Còn đến gọi là 20 lần full sẽ nhận được cái này. Để xem nhá. Rất tiếc bây giờ thì không còn coi kiếm rồi. Các cái moment coin ra bỏ hết rồi. Và sự kiện này anh em chơi chắc là chơi tầm 200 điểm trở lên là đẹp. Đây có quả Chelsea Ambassador chỉ định cộng 6 nè. Cái này hay này. Nhưng mà tôi đang dùng Chelsea là cộng 8 rồi nên chắc không chơi cộng 6 nữa. Giá tiền thì lại Chelsea bị lỗi nhỉ. Minh Nhật đúng không? Trên kênh này cứ lên sớm livestream chắc chắn là có sự kiện ngon nhá. Nhớ buổi trưa đấy. 5 năm trời trôi qua đều thế. Chúc mừng, chúc anh săn được Pedro hả? À, chắc là tí anh sẽ chọn cái gói UP để săn Pedro. Dấu tên qua nào mà mới mang xong sự kiện này, siêu phẩm 150 tỷ, cái Power Shot được 2000 SC. Tiếp thấy ngon hơn hẳn rồi, tôi chơi mốc 600 rồi. À ok cả. Em thấy ngon hơn hẳn anh ạ. BT thế để dành là chơi. Em đã dự quá chuẩn vụ Sai Icon. Đúng rồi Tuấn Thành nhưng mà nó không dễ lắm. Sai Icon moment mốc cuối nhưng không phải là mốc cuối mà là phải là mốc 10 lần cuối. Đấy. Các mốc lấy gì chờ tí nhá. Để anh quay đã xong anh chọn cho xong. Rồi bắt đầu. Bây giờ lại sẽ chơi chơi lần đầu à, chơi lần đầu nào. Ok. Để xem là mất bao nhiêu tiền là full này. X3. Mất bao nhiêu lần là full nhá. Bây giờ là phát hai phát là 4 điểm này. Chơi. Do lượng BK đen không trúng jackpot nên sẽ tua nhanh đến phần chọn mốc luôn nha anh em. Bỏ ngay nhá. Lấy CC đi, nhớ đâu hên ra của Rodio. Hên ra Rodio cũng được. Chọn 20 lần tối đa. Số FC thì chắc là chia 2 ra số tiền nhỉ, đúng không? Chứ 1000 SC chia 2 bằng 500.000 đấy. Vietnambet mới ra giới hạn này chắc là do gà thích. Gà chưa muốn mở ra vậy. Chào Hoàng Khang Hồng nhé, đây sự kiện mới. Sự kiện top 1 game. Mốc 70 chọn CC này. Ông nào mở rô thì ông ấy ngày mai không cần ra đường luôn. Ở nhà. Icon Barca mở ra con gì nhỉ? Barca này có mấy con Lạc Sơn à? Barca mở Lạc Sơn, Lạc Sủng rồi thì con quái gì nhỉ? Deco thì limit rồi. Có Perti. Có Lau Giúp. Haji. Sự này full tầm 12.000 FC chứ. Anh mất 11.800. Của anh là full mất 11.800 cho FC. Pep, à không Pep lấy rồi, lâu rút thôi. Pep limit lâu rồi. Bây giờ nên lấy này không nhỉ? Hay là lấy cái này 5-8 thì hơi cùi. Mốc Icon Barca. Rồi chơi cái này đây. Gói này 150 điểm. Cái này nó lại cho cộng 6-8. Còn này là 22NG thì top 70 nhưng mà lại ra lỗi giá nhiều. Khó chọn nhỉ? Khó chọn thật. Thôi lấy tạm. Nhã Nguyễn mốc cuối là phải chơi 10 lần full nhé thì mới chọn được. 14.500 điểm mới chọn được. 29.000 điểm mới chọn được. Gói này nè. Top 7 à. Để xem giá trị thế nào có bị lỗi không. Chết rồi, quà quay này mấy bao nhiêu phút mới về anh em nhỉ. Quay này mãi chưa đến về này. Top 7 giá trị. Cộng 6. Cộng 6 ví dụ ông này là 31 tỷ này. Ông này là 25 tỷ này. 61 tỷ Zola này. Gulit thì được bao nhiêu? 14 tỷ rồi, ôi. Dezali là 8 tỷ ạ. ACN là đây 134 tỷ. Mặc kệ le le.
3 tỷ. Rồi câu 14 tỷ. Ba lắc bao nhiêu? 8 tỷ. Top 7 đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con này là bao nhiêu? Con này là 3 tỷ. Con này cho đến tạm 7. Top 7 là 7 con này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và rơi câu 7. Xin cảm ơn 5 cái bóng hoặc là 3 lắc thì lấy tạm tạm cũng được. Quả về nhanh chắc hơn bỏ để sai ly lấy 3 lắc thì 7 con này. 7 con này thấp nhất là 8 tỷ. Cộng 6. Nào, đây là 1062U hay là Việt Nam Best On 5 đến 7 cùi. Nói chung mốc này vẫn cùi nhỉ. Đây là mốc 200 điểm cho vẻ chưa ngon lắm. Vẫn chưa ngon lắm. Cái này thì 8 tỷ đến 10 tỷ là nhà trung bình. Còn 106 này thì tương đương với 112 của 22U. 112 thì thấp nhất là có mấy quả ấy, bị lỗi giá. 3 tỷ, 4 tỷ, 7 tỷ, 10 tỷ cũng tạm tạm. Nếu 112 là cái dàn này. 112 là cái dàn này tạm tạm. Chắc là sau đấy Chelsea này. Nói chung cũng ngang với lại gói Chelsea cộng 6. Ngang cơ nhau. Chẳng qua là 22U thì nó đa dạng hơn tí. Có thể từ 112 đến 113 chẳng hạn. Thì lấy cái 106 22U cộng 5 cũng tạm tạm. 13 14 tỷ hơn tay tạm tạm. Tạm tạm. Bởi vì team chè tôi có rồi. Hàng Chelsea tôi thì mấy con hàng đấy cũng có rồi, đây có cộng 8 rồi. Bây giờ mang về mấy con cộng 6 thì nó cảm giác cũng không vui lắm. Đang săn cộng 8 mà. Công nhận đợt này thì quà Power Shot đang bị tập trung vào cái 23 Vietnam Best. Cho nên là quà mốc lần này của Power Shot chưa ngon lắm. Lần này quà mốc chưa ngon lắm. Đây ví dụ mốc 200 điểm mà như thế này là chưa ổn à. Toàn cộng 5 với cộng 6 này thì chán lắm. Thôi chọn Chelsea. Bù nôi chỉ số 112 bao nhiêu xả được ấy? Chịu. 200 điểm cùi quá nhỉ. Lên 250 điểm thì đỡ hơn tí này. 250 thì có quả NTG này. Đâu? NTG đây là cái gì đấy? Cộng 1 đến 8 à? Hay là cộng 8 luôn? Đây cộng 8 luôn chứ đúng không? Cái này cộng 5 đến 8 thì quá cùi này. Đến mốc này vẫn còn 5 đến 8. Cái này là phải cộng 8 thẳng chứ. NTG 68 là vãi nồi ạ. Thế chết để xem nào. Quà. Đâu quà mốc đâu? À đây 68 NTG Serie A 68 mà nó xóa mẹ mất luôn. Rất khốn nạn. Thôi bỏ Serie A. Rồi. Đây là gói NTG anh ngược. NTG anh ngược và gọi là 6 đến 8. Cũng ngược luôn, xóa bố nó mất đoạn đầu đi. Ok, rất giỏi. Quá giỏi rồi. Quá giỏi rồi. Đúng có màu bạc đây thật. Có màu bạc đằng sau đi. Thôi thế thì xin cảm CC ơn vậy. Bóng cười của bạn chân đen xì. CC à? Hy vọng CC chưa bị phích giá. Mốc này chọn có vẻ không ổn lắm rồi. Đúng là như CC rồi. Mốc 70 lấy một con cá hả anh? 70 CC em ạ. 112. 113 đi, thử xem 113 112 xem là nó giá bao nhiêu này. Cày vãi cả nhà anh. Úi giời ơi. Vẫn có lỗi giá. Chết. Hỏng nhờ. 112 vẫn lỗi giá nhiều lắm. Body mà làm người. Quả này mở ra mấy con dưới này nhiều vô cùng luôn. Di đôi đọc tiêu đề nhé. Sự kiện gì đọc tiêu đề. 1.800 bao nhiêu điểm siêu phẩm á? 1.800 được tầm 170 điểm siêu phẩm. 1.800 được 200 điểm power shot. Wow. Ê chết. Không ổn các bạn. Mốc này thì còn nát thế này chứ. Gói này có 5 đến 8, gói này 6 đến 8. Gói này thì dính có 3 tỷ, 4 tỷ. Chưa ổn rồi, chưa ổn rồi. Power shot 200 điểm, 1.800 FC. Thôi lấy tạm đi bạn. Không ổn rồi các bạn. Gói này 96 cộng 8 thôi này. 107 cộng 5 này. Ai cần 110 này. 96 cộng 8 thì là 111 trở lên. Nhưng mà một đống cái mùa gọi là hổ lốn này thì sẽ dính những quả lỗi giá. Và nếu mà an toàn 107 thì là sẽ được 113 chỉ số trở lên mùa HG. HG này. HG này. 113 dính quả Adli Cẩu ạ. Ôi, cày nhờ.
Hoặc là Muni Yain cũng là 13 tỷ, 12, 11 tỷ. Thoát qua được tầm khoảng 4-5 con đầu tiên thì được, thì sống. Dưới những con này thì khóc ạ. Chết rồi. VDN đúng, lần này Power Shot đang hơi nguy hiểm rồi nhá. Chơi vẫn rẻ, chơi vẫn rẻ nhất nhưng mà về quà mốc thì không phải ngon nhất nữa rồi. Quà mốc lần trước Power Shot cực kỳ ngon, nhưng mà này quà mốc Power Shot thực sự là vấn đề nặng luôn. Không hiểu sao gài cho quả Power Shot mốc thế này. Full dự kiến mất tầm khoảng gần 12.000 FC. Của anh mất 11.800. Bạn nào hay thì mất 11.000. Thảm quá nhỉ. Xin cảm ơn 5 cái bóng cười của bạn Chân Đen Xì. Oh, chơi cộng 8 này. Quá buồn luôn rồi. Mốc mủng này chết. Gói 97 FA này cũng lỗi ra 97 cùi 108 CC à. 114. 114. Mùa xe xe. À, bây giờ đang có khuyến mãi thì không đến 6 củ nhé. Cũng 9 tỷ lại lỗi ra. Cái thế nhỉ. Cái thế nhỉ. À! 114 có 2 phát 3 phát lỗi ra đây. Ôi ôi. Đến tầm này rồi vẫn chưa thoát được quả lỗi ra. 1.800 được 200 điểm nhé. Power Shot 1.800 được 200 điểm. Không ổn, không ổn rồi. Không ổn. Xin cảm ơn 5 cái bóng cười của bạn Chân Đen Xì. Còn cái mốc vừa nãy bảo anh em bảo chọn Icon ấy. Cái 110 Icon này cũng có mấy con 5 tỷ nhiều lắm nhé. Rất nhiều con 5 tỷ đấy. Chán ghê. 98 top 10 Real thì mất với Benzema. Top 30 LN. Mà 98 này thì lỗi giá nhiều lắm luôn. 98 là tương đương 113. 113 114 của mùa BTB thì thôi rồi luôn ạ. Nó cũng lỗi giá cả mã. Sao lại toàn cho những quả lỗi giá thế này à, trời ơi. Với tay của anh thì nay né được hết lỗi ạ. Ok. Đây. Đấy, 118 cho anh em đây. Ui, à 113 đây, 98 đây. Ui giời ơi. Cao nhất là tầm 40 tỷ ạ, nếu mà trong đống đấy. Ui, chết như ngoé luôn. Trường cao mình chắc thôi mà. Anh nghĩ Power Shot này có vẻ đang bị vả rồi. Đây lỗi giá đây, 98 đây. 2 tỷ, 3 tỷ, 1 tỷ đây. Bỏ hẳn luôn ạ. Không bao giờ. Thế tôi LN thì sao? Top 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 này. 11, 12, 13, 14, 15. Đừng lag nữa. Quả vẻ lag thế. 15, 16, 17, 18, 19, 20 Van Gogh này. Van Gogh 20 này, lag ghê. Mốc này toang em ạ, mốc này toang thật sự. Quả mốc này toang lắm. Top 20 này. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 45 tỷ à. Lấy, 45 tỷ thì lấy ạ. Thôi lấy tạm LN em ạ. À, Real thì sao nhỉ, Real thì sao? Nếu Real thì sao? Như vậy là thấp nhất là 45 tỷ ở bên LN nhá. Trừ Benzema ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cút, 30 tỷ, cút. Thôi, cái này an toàn nhất. LN. Bây giờ gói này nó căng thẳng này. Top 50 MC thì thấp nhất tầm khoảng 40 tỷ. Top 20 VTR à? VTR 20 thì không biết bao nhiêu đây. Cao nhất Rooney. Bale bỏ rồi, Luis bỏ rồi, Nani còn. 1 này, 2 này. Marcelo là limit chưa? Rồi. 3 này, 4 này. 5 này, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cái này limit, 13, limit rồi, 14, 15, Mata là 16, Mata limit chưa, à còn, đầu phuôi thì limit rồi đúng không, 17, 18, Kochi là limit, 19, và Bravo là 20. 58, 57, 58 tỷ trở lên. Top 20 VTR 57, 58.
cao nhất là Rooney. Ai, có vẻ chưa ổn lắm nha. Top 20 58 trở lên. UP thì top 30 UP 58 này. 57, con này top 30 của UP. 1 2 3 4 5 6 7 8. Con đó, con này sao? À, giới hạn rồi. 8 9 tip check giới hạn rồi. Casper 10 11 12 13 14 Overmount limit 15 16 17 một limit 18 19 20 100 tỷ à? 21 22 23 24 Maturity giới hạn 25 26 27 28 29 30 68 tỷ trở lên. UP check limit thì anh em vào ấy thôi. Anh em vào bấm từ cầu thủ là nhìn biết ngay này, có sẵn này. Bản quyền có sẵn là không limit. Bản quyền giới hạn đấy, ở dưới này đấy. Rất đơn giản. Giờ coi gì nữa. Rồi UP MC ngon hơn á. MC top 50 ngon làm sao được. MC top 50 là như có tầm 40 tỷ thôi. Không chơi. 50 MC có 40 tỷ, 50 tỷ trở lên. Cái này 68, cái này 58, cái này 40. Không chơi. MC thì đừng mong nổ hũ, nói thật. Đừng có mơ nổ hũ cái quái gì cả. Chúng ta phải tính theo cái hướng an toàn nhất. Đây là hai cái thứ an toàn. Cái này thì 58, cái này là 68, cái này là 40. MC top 50 thì 40 tỷ trở lên cơ. Và như cái nồi nhá, như nồi. Coi đừng lấy nhá, bây giờ lấy coi chết đấy. Chết thẳng cẳng luôn. NTG EPL à? EPL cộng 8 à? EPL có nào? NTG Nottanga EPL. EPL sẽ có cho những con nào? Jobbet à? Đúng không? Jobbet này. Có 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 6 7 8 9 10. Con này không rồi. Có 10 con. 10 con có Vidic các kiểu. Ian Wright chết. Ian Wright nó khóc như chóa luôn. Được Beckham Ponsarco thì cũng được. Van Persie thì cũng được. Lineker 104 cũng được. Jokbet thì ngon. Được, trừ Ian Wright thôi. Chỉ sợ mỗi Ian Wright thôi. NTG NTG này Ian Wright chết thôi. Theo giải đâu không có. Thôi kệ. Nói chung tổng khoảng 60 tỷ trở lên. 101 này thì cũng thế. 101 cũng tầm an không phải. 101 này thì nguy hiểm. Dúng show check hôm qua 60 tỷ bán min không bán được. Anh chơi toàn. Ừ đúng, anh chỉ chơi an toàn. Bởi bản thân anh biết là cái số phận của anh nó đen vãi cả nồi ra. Nên anh không thể nào chấp nhận với những thể loại gọi là mạo hiểm được. Anh cứ mạo hiểm là đi luôn. Anh đăng bài chọn mốc á? Không đăng bài chọn mốc. Chọn mốc này em xem livestream thì biết thôi, còn không đăng bài đâu. Chán đăng bài. Quá chán luôn. Mốc mục như cái nồi. 102. Cái này thôi. 102 cái này còn ăn mấy quả Zera, ăn quả Chelsea. Nhưng mà cái này 102 nguy hiểm nhất ấy là con Perti nha. Gói này nguy hiểm nhất là con Perti. 101 FA thì sợ lỗi giá. Thôi kệ, lấy tròn này đây. Perti tôi dùng cũng được. Chào Phi Hùng nhé, em đọc tiêu đề nhé. Đây là sự kiện gì, đọc tiêu đề. Gói cuối thì top 80 cái này cũng nguy hiểm này. 102 mùa LOL thì 102 là 117. Khó nhỉ, LOL. Tôi chỉ sợ LOL này nó dính quả lỗi giá. Thấp nhất 82. Vẫn lỗi giá. Lỗi giá đến tầm khoảng hơn chục con lỗi giá. Hơn chục con lỗi giá. Lỗi nhiều thế. Anh quên là một lần nha. Anh hai nick full thôi. Không ngon rồi. Chán thế. Được quả TU hoặc là con Perisic thì không nói.
Quà đặc biệt là gì? Đặc biệt đấy thì em phải trúng cái cơ. Đặc biệt là kiểu jackpot ấy, em sút một phát sút tất cả này, đúng ô cả ô thủ môn nữa. Thì em ăn tất cả đúng này. Đây quà đặc biệt là tất cả trong cái ô 6 này, ăn hết đây. Đấy, Levi Solset này. Levi Solset này là ông sút hết tất cả cầu thủ luôn thì ông ăn được hết. BTB à? Chứ 20 này thì chịu rồi. Thôi BTB vậy. 102 tráng. Quá buồn luôn. Đấy, nick này của tôi mất là 11.800 FC. 11.800 FC để full. A few minutes later. Món quà của ô số 6 đấy. Rồi ok. BP nhá. Để xem là chơi full của tôi 11.800 FC. Đây nick chính. Nick chính là 11.800 FC, nick phụ mất là 12.500 MC. Vãi nồi 200 tỷ, à là 400 tỷ, giật mình thằng 200. 457 tỷ là đến từ cái này, BP trắng này. Power shot mùa này thì nói chung là không còn lắm, nói chung là nó đã xuống hơn nhiều so với đợt trước rồi. Kém trước nhiều. Số 6. Còn chúng jackpot là ăn tất cả quà của ô số 6 cơ. Có tí lửa. Brazil CM. Rồi, Jolington à, 13 tỷ. Quân Nguyễn tua lại bắt đầu em ơi. 110 Danilo. Jolington. HW. Nhưng mà 23 HW chứng tỏ là trong tương lai có 24 HW à. Ok, ghi tạm 23. À, ghi tạm HW cộng 4. Chưa bao giờ có 1 tháng đến 3 lần có khuyến mãi như nạp FC cả. Hình như đã từng có 1 lần là 1 tháng được có 2. Ngày xưa từng 1 tháng được 2. Lửa. Có lửa HW. Arhen CM. À, McAllister, hình như anh em chưa có mấy thì phải, chưa xả mấy. Lạm phát. McAllister. Lâu lắm mới ghi bom, à không phải lần đầu tiên ghi bom nhé. Lần đầu ghi bom này. McAllister. Lửa nè. Ôi ôi ôi. Còn không phải chiếu phim luôn, Puki. Quá lở. Xin lửa. Có lửa. Brazil. Pháp à. CDM. Petit rồi. Petit. Tóc vàng đẹp trai nhưng mà không vui lắm. Xin Chelsea này. EBS. Ý ẹ. Cánh trái của ý ẹ. Wing back trái. The Six. Ôi ôi ôi, 20 tỷ ạ. The Six Leo. EBS cùn quá. 111. Nếu bây giờ nhiều BP hơn, an toàn hơn thì chơi thánh siêu phẩm. Cùng số tiền thì thánh siêu phẩm sẽ nhiều BP hơn. Có lửa, Bồ Đào Nha. Ôi, à, Hà Lan là cánh trái. Dali mù à? Đúng mù thật luôn mà. Cái chán bách cả nhà ấy. Dali mù. Em có 18.000 SC nên chơi siêu phẩm hay, chơi sự kiện này thành siêu phẩm á? Nếu chơi full thì sự kiện này được. Ác à, Hà Lan. Pháp, tiền đạo. Chị Bù 114. Chipu CC. Cùi. Có lửa. Eto à? Cũng được. Được tầm 20 tỷ á. 28. Báo. Báo. Trăm mười hai đúng. Phước Khánh mồm thối chuẩn luôn. Nick tôi cần con này. Hoặc lỡ ra con này với con này cũng được. Ba con hàng Chelsea. Xây team trẻ mà. Phun lửa đã, đầu tiên phải phun lửa đã rồi mới tính tiếp. Phải có phun lửa đã, thôi xong đi luôn. Đi 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 đi. Cô ta 2 tỷ.
Enzo toàn canh hơn 100 tỏi nhá. À ok. Không có lửa. Ôi già bà lắc luôn. Ui. Bạn Vương nói chính xác. Đợt này sự kiện này mở gói rác cũng ít phôi to. Có lửa FA. Tuyển Anh CM. FA có nào nhỉ? Ai là như nổi. Hà Lan tiền đạo bác ten rồi, đúng 45 tỷ mét nhất luôn ạ. À Van Gogh à? À 61 mày quá, tưởng bác ten đúng là giá lởm nhất luôn ạ. Tảng tạ Van Gogh. Anh mở xong anh mới tính được. Của anh bây giờ anh đang mở là nick này là BP trắng là 500 tỷ đã này. Tuyển Anh CM à? Paul Scholes à? Ờ được à, 197 à, đấy cũng được à, mày quá. Giá này còn sống được tí. Paul Scholes. Ngon rồi. Nào Chelsea nào. Đúng Chelsea rồi. Ôi lại Seva. Seva cùi quá, không sút ngon được. Seva này quá cùi luôn. Seva không vui. Vâng, điểm đặng bạn nào cần tư vấn cầu thủ thì 10 giờ tối nhé. 10 giờ tối bên đường link online. Lời Nguyễn có anh. Nhưng Lineker giá tiền cao. Nếu mà NTG của EPL lởm nhất là con Ian Wright 60 tỷ. Chắc đây vẫn chê em. Anh kỳ vọng cao hơn một thế. Anh kỳ vọng cao hơn thế nữa. Chết rồi, cái này là 60 tỷ nhỉ, top 30 UP 60 tỷ thì mày. 136. Công nhận vấn đề Hà Lan CM thì ngon, 50 tỷ. Ok, chúc mừng Benenzo nhé. Năm 1. Thì 58 rồi. 60. Nhớ mang máng UP tố 30 58. 60. 68. À, anh không thấy comment nữa, qua đây online mà không thấy chào lần nào á. Chắc là anh đang mải mở anh không để ý lắm. Với hôm nay anh em hỏi nhiều quá nên cũng hỗn loạn. Giờ cắm đầu mở thẻ nên chả đọc được comment mấy. Ok, Tú Minh Ngô nhé. Cavahan nó có sẵn mà em. Cavahan nó có sẵn trong danh sách rồi. Đây là bao nhiêu? 75. Chào diễn 11 nhé. 51. Firmino 79. Chào bạn trọng thưởng nhé. Dưới 2000 FC chơi sổ tay vào mắt Linh. Trăm mười bảy, chết. Để xem lại. Nếu con này 117 thì những con khác nó sẽ bao nhiêu tiền? 63 kìa. Ok thì mấy con 60 chắc phải bỏ rồi. 60 tỷ phải bỏ rồi. 75. 60 tròn là bỏ đi. Ok 68 thật. Ok 68 thật đấy. Con đồ gan. Con Marcano đấy mà nhớ nhỉ. Marcano 63.
bé tan cua 59, Fabinho 52, 41, thằng nào trả lời phải nào tiền đô lên 75, Cuadrado lên 78 à, giá cao nhỉ, có cả Willian đấy các bạn. Thế Van Verde bao nhiêu? 50. Alonso bao nhiêu? 65. Ô, cao thế nhỉ? Tình hình này bắt đầu thấy hơi ảo ảo đấy. Giá cao quá. 68. Alonso. Vasquez bao nhiêu? 41. Chắc hết rồi. Dưới này chắc là hết rồi. Đúng không? Thế còn mỗi Willian rồi đấy. Tại anh khoe nhiều quá gà phích đúng không? Có mấy con không bán được hả? Ok em. Ừ, bên tin mở quả full sự kiện bao suất được 700 tỷ cộng mở thẻ được 1.700 á. Vãi, 1.700 ra. Toàn mấy ông chơi hack game này. Tôi mở nãy giờ BP trắng là được tầm 500 tỷ. Mở thẻ nãy giờ chắc được tầm khoảng 300-400 tỷ nữa. Thôi xong rồi, con gì nhỉ? Bubaka, con gì nhỉ? À, Bubaka 76. Chơi. Cờ bồ đã. Thôi xong rồi, Roy Keane ạ. Ra quả Ireland thế này rồi, Kiên ơi là Kiên bao nhiêu? Kiên là 300 nhưng mà hình như con không bán được, giá min thế sao ấy. Chán thế. Kiên không ổn đâu. À bán được mày quá, 1.2. Ở đây bán được là giá này giá ấy à? Giá này giá max cơ à? 119 bán được cơ à? Nên bán không nhỉ? Nào. MU giờ có con Sheva. Sheva 213. AI huyền thoại nhưng mới tội là chỉ số cùi quá nhỉ. Để xem vứt con gì trong này đi. Nếu trong này vứt đi chắc vứt con roi câu đi à. Ao 3. Chắc vứt roi câu đi. Có Seva một lần, có Seva Aiken, chắc thêm Seva này vào nữa. Bán thôi à? Không sợ mai tụt giá, ở cũng đúng nhỉ. Thôi nào, 500 tỷ cộng với đống này vào. Seva thì bán được 200 tỷ. Ponsaku lại MU 190. Như vậy là được 500 này. Con này bán được không nhỉ? Bán được luôn, con này bán được. Van Gol. Ở Van Gol cháy hàng bán được. Bán đi không mấy hôm lại xuống anh sợ. Rồi để tính đã, 500 cộng thêm đống này vào được tầm 1.000 tỷ này. 1.000 tầm 1.200 anh em ạ. Tầm 1.200 tỷ. 1.200 tỷ này nếu mà so với lại đổi coin hôm qua thì sẽ kém hơn tầm khoảng 800 tỷ. Bị thọt mất 800 tỷ em ạ. Buồn quá. Hôm qua đổi sớm là gần 2.000 tỷ. Đăng Khánh ra con nào BTB8 bán em với á. Không, nick này BTB8 chắc anh để dùng luôn. Nick này nick đang thiếu hàng mà. Xin cảm ơn bạn Nguyễn 95 đã bấm nút up nha. Cái nick này là cái nick mà đang thiếu hàng lắm nên là ra con nào BTB anh dùng luôn thôi chứ. Giờ nhìn thấy coi chán à, đúng không? Buồn. Ê, ông nào nhiều like thì được 30.000. Ông nào ít hơn thì được, ớ, phút lửa này. Ông nào ít hơn một tí thì được tầm khoảng 20.000. Như anh là dạng yếu nên là dạng 10.000.
Có mấy ông là mới vào like thấp Madison à? Ông like thấp thì được tầm khoảng có 2.000-3.000 thôi. À, Cachedo kìa. Madison HW. Ờ, biết vậy trên thánh sản phẩm là power được mỗi 22NG đấy. Ôi, có lửa này. Zeko à? 113 luôn, ớ được. Zeko. Gói này là 107. Mở gói ôn CC ra con 107. Ri Văn Đỗ cũng được. Chúc mừng Minh Duy nhá. Có lửa tiếp. CB con nào? CB người Mexico. Mắc quét à? Rafael mắc quét. 96 lở nào. Hy vọng ra gói mùa này là ra Chelsea đi. Ra mùa CFA. Cáp à, Tây Ban Nha. Tiền vệ Coke à, Parejo ớ, 100 à? 96 là chỉ số 100. Được cái chiếc nhỉ? Parejo Cáp 8. Hiện lên nữa. Chứ tưởng không ai chat, hóa ra là lỗi. Có lửa. Hà Lan á, CB à, The Lead à, 24 tỷ. Anh cứ khen cái gì graphic cái đấy à? Ừ, Kaya nói có lý. Kaya nói có lý. Anh khen power shot ngon nhất thì sau đến tháng này thọt luôn. Pháp CF là con gì nhỉ? Cantona. King Eric 18 tỷ. Cuộc sống thế này thế. Cái này 12.200 MC. Hôm qua mà chơi thánh siêu phẩm xong rồi đổi là coin thì 2.000 tỷ. Tây Ban Nha, CM, Xà Vi, à Lông Xô cũng được. Xà Vi mới đâu. Đúng là biết trước đã giàu. Thánh Trần chính xác em ơi. Anh là người đi sát vào các sự kiện nhất và anh sẽ cố gắng tư vấn làm sao cho nó hợp lý nhất. Bồ, ui, Hàn Quốc ạ. Nó là con gì CC. Đừng bảo là son nhá. Cũng được, cái son này cũng được. Lấy cho để son lấy luôn nhỉ. Son này đá luôn cho World Cup 22 nhỉ Huy nhỉ. Son CC 5 để tí so sánh luôn. Nick này có con son World Cup 22. Con son World Cup 22 đây. Giờ có nên son này. Cái son này sẽ ngon hơn nhỉ. Son à, CC. Đúng rồi, ngon hơn, ngon hơn, ngon hơn. Đá phạt sút xoáy nhiều hơn. Phản ứng tốt hơn. Bình tĩnh cao hơn. Đấy, để luôn. Để đá luôn thôi. Chỉ số ẩn. À đấy, chỉ số ẩn còn chỉ cứng như thép, con này không có cứng như thép. Được. Ở nick phụ trông mượt hơn nick chính đấy. Nick phụ bây giờ mở mượt hơn nick chính thật. Tiếp theo gói MC ấy, ở được. Chào đoàn Ujin nhé. Pháp à? À, Cantona. Ơ cũng được, King Eric 118 đã được này. Mang vào đá luôn. Lấy team này cho đá luôn. Lại King Eric, nick này có vẻ có duyên với King Eric ghê. MU à? NTG 200 tỷ. Ở nick này tươi đấy nhỉ, nick này mở ra tươi đấy. Hàng gì Brazil? Ui, Tây Ban Nha này không được rồi. Tiền đạo Diego Costa 90 tỷ thì cũng được. Đình Phúc mấy mốc này nhìn lởm ạ. Đúng rồi, mốc lần này thì power shot hơi lởm thật.
Hà Lan CF ST à, lại đừng bảo là Van Gogh nhá. Final giờ còn 56 nó xuống rồi. Van Gogh ấy 65, 64 thế bây giờ lại xuống rồi. Cùi thế nhỉ. Bảo bảo nó mốc này mà cộng 6 thì ngon hơn. Hàng Chelsea không? Chelsea phát. Ôi trời, xong rồi. Không thoát được cái con hàng này. Ôi trời ơi, ác mộng. Ôi trời, đi rồi. Lại là phê tít. Auto vui dùng auto bình thường nhé. Lên trên Google tìm autovui.com. Vâng, Tuấn Linh tùy em nhé. Cái này em tự quyết định nhé. Cờ gì? Bồ à? Đức GK. Mà em nó cay rồi. Nói ư à. Nói ư là bao nhiêu? 127 tỷ đúng con hàng lỗi giá. Ôi nick này vẫn đen. Cày vai cả nhà ấy. Ra GK, ra CM đi dùng không mày, cày thế. Này còn vào đúng con lỗi giá chứ. Quá đen cho Huy ạ. Quả nick đen quá Huy ơi. Đen vãi cả nhà ấy luôn. Tưởng được Cantona, được Diego Costa, các thứ tưởng tươi rồi. Dính ngay quả nói ơ lỗi giá nhục. Đang giá chuẩn 300 tỷ ạ. Tọt phát xuống 140. Nhục, nhục. Quá nhục. Thôi tính tiền vậy. 500 tỷ này. Ngoài này đang bán con gì nhỉ? Cantona là 200 tỷ này. Neuer là để trợ giá thôi. Còn nếu tính ra bây giờ 140. Costa thì được tầm khoảng 90 tỷ. 500 cộng với dàn này vào được tầm khoảng 900 tỷ này. Bán hết đi chắc tầm 1000 tỷ. Bán hết nick này được tầm 1000 tỷ thôi. Đúng là hàng ấy. Chúng jackpot có khác. Quay chúng jackpot xong là phải quay đến 12.500 MC mới full được.